chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Gặp gỡ khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có một người phụ nữ đã chia sẻ rằng trong khung cảnh lạ ở xứ người, giữa những gương mặt không quen, mặc chiếc áo dài, tôi có cảm giác mình tự tin và vững chãi. Hơn một lần tôi nhận thấy chiếc áo dài thân thiết như chính quê hương. Cho tới bây giờ, sau nhiều năm định cư ở Đức, tôi vẫn chọn màu áo tím để mặc như tôi vẫn chọn thời con gái. Trong màu áo, tôi rèn mình thuần thục hơn và nhũn nhặn hơn. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người phụ nữ đó để tìm hiểu về những công việc mà chị đã làm vì tình yêu với chiếc áo dài Việt Nam. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với các nội dung chính của chương trình. Giải đáp về vấn đề liên doanh giữa cá nhân và tổ chức nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Đến với điểm tham quan khu biệt điện Trần Lệ Xuân. Gặp gỡ với bà Thái Kim Lan, kiều bào Đức, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho giải Việt Nam. Tìm hiểu về hành trình vượt Thái Bình Dương bằng bè tre Việt Nam qua cuốn sách Bè tre Việt Nam du ký. Vừa qua, chương trình đã nhận được thư của một khán giả tên là Trần Ngọc Quyết, người Việt Nam đang hiện sinh sống và làm việc tại Hy Lạp với nội dung sau. Tôi cùng một vài người bạn là người Hy Lạp muốn đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại các tỉnh miền Nam Việt Nam. Kính mong quý đài giúp giải đáp một số thắc mắc sau đây. Người nước ngoài có thể lập công ty, mua đất và xây khách sạn tại Việt Nam được không? Nếu được thì cần làm những thủ tục, giấy tờ gì? Các quy định của pháp luật về vốn pháp định tối thiểu của công ty liên doanh và tỷ lệ góp vốn cao nhất mà doanh nghiệp nước ngoài được quyền góp vào công ty liên doanh là bao nhiêu? Các thủ tục pháp lý về vấn đề bên nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước, trường hợp được chuyển thì chuyển toàn bộ lợi nhuận không hay chỉ một phần? Để giải đáp thắc mắc của khán giả Trần Ngọc Quyết cũng như những khán giả quan tâm đến vấn đề đầu tư trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn ở Việt Nam, xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi sau đây. Rất cảm ơn ông đã tham gia trả lời chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, chúng tôi có một số câu hỏi dành cho ông. Trường hợp người nước ngoài có thể thành lập công ty, mua đất và xây khách sạn tại Việt Nam được không? Và nếu được thì họ cần làm những thủ tục pháp lý gì? Theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể sang Việt Nam để tiến hành các cái hoạt động đầu tư. Về nguyên tắc ấy, thì khi mà muốn thực hiện cái dự án đầu tư thì họ phải lập cái dự án và trình chính phủ để phê duyệt. Nếu như trong trường hợp mà họ có nhu cầu sử dụng đất thì cũng xin thưa là trong trường hợp này thì được câu hỏi đặt ra là mua đất, thì ở đây tôi muốn sửa lại là họ có thể được sử dụng đất thông qua cái hình thức là thuê đất từ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và trong trường hợp họ có thể là thuê lại của những cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đối với cả các cái khu đất thương mại để họ làm cái thực hiện cái dự án đầu tư xây dựng khách sạn. Sau khi mà đã được chấp thuận đầu tư và ký được cái hợp đồng nguyên tắc thuê cái quyền sử dụng đất đó thì họ tiến hành các cái thủ tục xin giấy phép đầu tư. Và sau khi có giấy phép đầu tư xong thì đối với cả ngành nghề kinh doanh khách sạn thì họ phải có một số các cái điều kiện sau giấy phép. Thì lúc đó khi mà hoàn thiện các cái điều kiện sau giấy phép như là đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm, và hai nữa là có những cái quy định, có những cái cam kết về vấn đề lưu trú đối với cả những cái người thuê khách sạn, thì lúc đó họ sẽ tiến hành các cái hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thưa ông có thể cho chúng tôi biết là các quy định pháp luật về vốn pháp định tối thiểu dành cho các công ty liên doanh nước ngoài, và nếu được đóng góp thì tỷ lệ đóng góp của họ là bao nhiêu phần trăm? Hiện nay theo cái cam kết của WTO thì cũng không giới hạn cái tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài khi mà đầu tư vào Việt Nam trong cái lĩnh vực khách sạn. Họ có thể là họ góp tối đa hoặc là họ có thể làm tối đa là 100%, tức là vốn của họ là 100% trong cái việc là thực hiện cái dự án đầu tư xây dựng khách sạn. Còn về vốn pháp định thì ở đây theo quy định của pháp luật thì không đặt ra vấn đề vốn pháp định đối với cả việc kinh doanh trong cái lĩnh vực khách sạn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng tuy nhiên trong cái quá trình mà thẩm định cái thủ tục đầu tư ấy, thì các cơ quan cũng phải xem xét cái tính phù hợp giữa cái mức tổng mức đầu tư mà dự án được đặt ra cũng như là xét về cái năng lực thực tế của nhà đầu tư nước ngoài để các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp cái giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.
Thưa ông có thể cho chúng tôi biết là các vấn đề thủ tục pháp lý khi mà các bên nước ngoài muốn chuyển tiền về nước, và nếu được chuyển thì họ được chuyển một phần hay là chuyển toàn bộ lợi nhuận? Theo quy định tại cái thông tư số 186 năm 2010 của Bộ Tài chính ấy, thì nhà đầu tư nước ngoài sau khi mà hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ thuế đối với cả nhà nước Việt Nam và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, có báo cáo tài chính kiểm toán và thông báo các cái thuế thu nhập hàng năm của doanh nghiệp, thì lúc đó những nhà đầu tư nước ngoài sẽ được chuyển toàn bộ cái lợi nhuận của mình về nước. Mà ở đây sẽ không có một cái hạn chế nào. Nhưng cũng xin lưu ý là trong cái trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh có lãi và không chịu lỗ lũy kế hay là có những cái khoản nợ thuế đối với cơ quan nhà nước, thì lúc đó với là cái điều kiện để thuận lợi họ chuyển toàn bộ cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài được. Còn trong cái trường hợp mà họ vẫn còn có những cái khoản nợ thuế hay là báo cáo thuế doanh nghiệp vẫn lỗ hàng năm hay là chịu lỗ lũy kế để bù lại cho những năm sau, thì lúc đó là họ cái việc họ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là không thể. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Được mệnh danh là thành phố ngàn thông, thành phố hoa, thành phố mùa sương hay thành phố mùa xuân, thành phố của tình yêu. Cho dù với tên gọi nào thì Đà Lạt vẫn luôn có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách khắp nơi bởi không khí trong lành, khung cảnh nên thơ và những truyền thuyết tình yêu lãng mạn. Khi đến với Đà Lạt, có một địa chỉ tham quan du lịch mà có lẽ quý vị và các bạn cũng không nên bỏ qua. Đó là biệt điện Trần Lệ Xuân, nay là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Và đây cũng là điểm đến mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong mục Cẩm nang kiều bào tuần này. Khu biệt điện Trần Lệ Xuân tọa lạc trên quả đồi có diện tích 13.000 m2, gồm 3 biệt thự là Hồng Ngọc, Bạch Ngọc và Lam Ngọc. Vào thời cực thịnh nhất của gia đình họ Ngô, từ năm 1954 đến 1960, bà Trần Lệ Xuân đã cho xây dựng và mua sắm những thứ xa hoa nhất thời bấy giờ để trang trí, phục vụ, làm nơi thư giãn của mình. Ngoài sân vườn có vườn hoa Nhật Bản. Đây là nơi bà Trần Lệ Xuân đã nhiều lần thuê các kỹ sư Nhật Bản thiết kế xây dựng và chỉnh sửa. Một hồ nước được thiết kế rất đặc biệt trong khu vườn. Khi bơm nước đầy, hồ sẽ hiện rõ hình bản đồ Việt Nam có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Từ năm 2006 trở về trước, khi đi ngang qua biệt điện của thành phố Đà Lạt này, có lẽ không ai có thể nhận ra nơi đây từng là một khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của gia đình Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân bởi sự xuống cấp trầm trọng của nó. Ngay khi tiếp quản khu biệt điện này, các cán bộ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 đã khảo sát, dọn dẹp và phục dựng theo những thiết kế ban đầu để phục vụ công tác nghiên cứu, lưu trữ và đón tiếp khách tham quan. Tôi nói về cái kiến trúc của biệt điện thì rất nhiều du khách, đặc biệt là những người mà họ đã từng là tướng lãnh của thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, tức là thời kỳ của gia đình chị họ Ngô đấy, thì họ nói là việc trùng tu di tích của biệt điện Trần Lệ Xuân là trả lại cái vẻ đẹp của biệt điện Trần Lệ Xuân trước đây, xa hoa sáng lệ một thời, thì trùng tu rất là giống. Vì chúng tôi là dựa vào giá trị của tài liệu lưu trữ để lại và tiến hành trùng tu. Đến với biệt điện Trần Lệ Xuân, nay là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, du khách không chỉ được thưởng lãm vẻ đẹp của khu biệt điện mà còn có thể tìm hiểu về lịch sử dân tộc qua các khu trưng bày tài liệu lưu trữ. Vào ngày 1 tháng 11 năm 63 thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của tướng. Chúng tôi tổ chức trưng bày về nhiều chuyên đề, trong đó có chuyên đề về lưu trữ Việt Nam để giới thiệu những cái tài liệu lưu trữ tiêu biểu của trung tâm cũng như của các trung tâm lưu trữ quốc gia trong cả nước. Một mặt chúng tôi cũng giới thiệu cái tài liệu đặc biệt, một cái loại hình vật tài liệu đặc biệt, đó là tài liệu mộc bản triều Nguyễn. Và như quý vị đã biết, khối tài liệu này đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào tháng 7 năm 2009. Và kể từ đó tới nay thì chúng tôi đã đón tiếp rất nhiều du khách tới tham quan, cứ năm sau cao hơn năm trước. Qua những tấm mộc bản,
4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam được dựng lại gần như đầy đủ, trọn vẹn. Du khách đến đây còn được nhìn tận mắt, sờ tận tay những tấm phiên bản tài liệu một bản triều Nguyễn được sản sinh cách đây gần 200 năm. Trước đây thì không ai biết một bản triều Nguyễn nó như thế nào cả, kể cả bản thân tôi cũng thế. Khi mà mình chưa làm chuyên ngành vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, thì chúng tôi cũng chỉ nghe là có loại hình tài liệu mộc bản thế thôi, chứ còn cũng không biết nó là như thế nào. Thì đây là một loại hình tài liệu mà vô cùng giá trị, cực kỳ quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Nhiều chủ đề, tiểu đề khác nhau cũng thường xuyên được tổ chức để phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế. Khu trưng bày tài liệu lưu trữ của chúng tôi thì gồm có phần thứ nhất là trưng bày về tài liệu mộc bản, phần thứ hai là trưng bày về ngành lưu trữ, về các loại hình tài liệu lưu trữ, phần thứ ba là chúng tôi phục dựng một phần về cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc hào hùng của nhân dân ta trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước từ giai đoạn 1954-1975. Phần tiếp theo chúng tôi tổ chức trưng bày về gia đình Ngô Huỳnh Đình Nhu, Trần Đệ Xuân là nguyên là chủ nhân cái khu biệt điện này. Và cuối cùng thì cái phần cũng khá là đặc biệt đối với du khách đến tham quan thành phố Đà Lạt, chúng tôi tổ chức cái khu trưng bày Đà Lạt Lâm Đồng qua tài liệu lưu trữ, giới thiệu về những tài liệu, những tư liệu từ ngày đầu Đà Lạt khi được khám phá bởi bác sĩ Alexander Eksen và cho đến tận ngày hôm nay với những cái thành tựu đạt được và với những cảnh quan thiên nhiên và thơ mộng cũng như những ngôi biệt thự nổi tiếng mà mọi người biết đến. Bước vào không gian đậm chất lịch sử, văn hóa cùng những di vật được lưu giữ, quý khách sẽ hiểu thêm về nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Thái Kim Lan, Kiều Bảo Đức, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho giải Việt Nam. Đến với cuốn sách Bè Tre Việt Nam Du Ký trong một sách Việt. Thưa quý vị và các bạn, Kiều Bảo Đức, Thái Kim Lan là một trong những cái tên được nhiều người biết đến qua những đóng góp cho quê hương trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm tháng sống và làm việc tại nước ngoài, bà luôn trăn trở đau đáu về nguy cơ những giá trị văn hóa cổ truyền của Việt Nam đang dần bị mai một và lãng quên. Đối với bà, việc gìn giữ và truyền bá nét đẹp di sản văn hóa truyền thống Việt Nam không chỉ là sự đam mê mà còn là một niềm tự hào. Đó cũng là lý do bà đã cất công tìm kiếm, sưu tầm những chiếc áo dài cổ và mang chúng trở về giới thiệu tại quê hương nhằm khôi phục lại giá trị và vị thế của những bộ quốc phục này. Những chiếc áo dài hoàng tộc có niên đại hơn 100 tuổi lần đầu tiên xuất hiện một cách đầy kiêu hãnh giữa lòng Hà Nội. Giờ đây, những người yêu thích trang phục truyền thống không phải xem những chiếc áo dài cổ qua những bức ảnh nữa, mà họ đã được tận mắt ngắm nhìn những bảo vật quốc gia này, được chạm vào chúng để thấy được một phần lịch sử của dân tộc. Để có thể giới thiệu nét đẹp của những chiếc áo dài, bà Thái Kim Lan đã mất gần 30 năm tìm kiếm, chọn lọc và sưu tập từng chiếc áo dài cổ, nâng niu chúng như những đứa con tinh thần của mình. Và giờ đây, lần đầu tiên chúng được giới thiệu tới công chúng Việt Nam. Chào giáo sư Thái Kim Lan, rất cảm ơn giáo sư đã tham gia trả lời phỏng vấn cho chương trình Gặp Gỡ Khán Giả. Trước tiên xin giáo sư có thể chia sẻ một chút về nguồn gốc bộ sưu tập áo dài xưa của mình. Mười mấy năm du học trở về Việt Nam thì lại thấy chiếc áo dài không còn ở trên đường phố nữa. Và ở trong gia đình cũng thấy không ai mặc áo dài hết. Thành thử tôi mới hỏi ba và mẹ, thì ba và mẹ nói là không nên mặc áo dài nữa, tại vì áo dài nó không thích hợp nữa. Tôi rất là tiếc, thấy tại vì cái hình ảnh áo dài ở trên đường phố đối với tôi nó đẹp lắm, nó đẹp và rất là nó tăng vẻ đẹp của một cái con đường, một thành phố, một đất nước. Bởi vậy thành thử tôi hỏi ba và mẹ thì xin để được quay xem mấy cái chiếc áo dài xưa mà ba và mẹ thường mặc trong cái thời thơ ấu mà tôi thấy. Thì lúc đó khi mà được tận mắt nhìn lại những chiếc áo dài cũ
khi đó mới thấy là những chiếc áo dài nó đẹp vô cùng, nó xuất hiện trước mặt mình như là một tác phẩm nghệ thuật của người đời xưa để lại. Nhưng mà khi sang nước ngoài á, phải thay đổi y phục để thích hợp với khí hậu, thành thử cất chiếc áo dài nhưng mà lâu lâu lại mặc ra. Thật ra thì khi mặc lại chiếc áo dài mình vẫn thấy có cái cảm giác là đang trở về nhà, đang còn ở trong cái da thịt của mình. Và từ đó thì tôi đâm ra yêu thích, và từ yêu thích đến say mê. Tại vì mỗi lần nhớ ra là thấy cả một cái quá khứ, một cái lịch sử, một câu chuyện của người đời xưa để lại cho mình. Và khi đó thì tôi bắt đầu lo sợ chiếc áo dài nó mất đi. Thì thành thử tôi mới bắt đầu đi tìm chiếc áo dài. Vậy thưa giáo sư, lý do gì đã khiến giáo sư quyết định thực hiện cuộc hành trình đi tìm kiếm những chiếc áo dài xưa ngay trên chính quê hương Việt Nam của mình? Nhiều người tưởng tượng là chắc nó khó khăn lắm. Nhưng mà như đã nói, khi mà mình có một cái tình yêu hay một cái lòng yêu mến thì tự nhiên ngọc nó tìm người, chứ không phải mình đi tìm nó. Nhiều khi mình đi tìm nhiều mà mình không thấy, nhưng mà tình cờ là có người nói chuyện về áo dài thì họ nói là họ biết chỗ này có áo dài, biết chỗ kia có áo dài. Thì thật ra là cái áo dài nó tìm đến mình nhiều hơn là mình đi tìm nó. Đó là cái duyên. Dĩ nhiên là cũng phải có công sức và phải có con mắt, và cũng gặp người đồng tình đồng điệu, và họ thấy mình thích như vậy thì họ cũng muốn đưa tới những cái vật mà có giá trị. Đúng, một chiếc áo dài mà khi chúng ta nhìn ngắm những chiếc đó thì đó là một cái tác phẩm nghệ thuật, nó nằm ở nhiều phương diện khác nhau, từ cái cách thời trang cắt may cho đến cái trò vải, cho đến cái phối màu, cho đến cái cách hoàn tất cái áo, rồi các họa tiết trên áo. Tất cả những cái chi tiết đó đều có sự tham dự của rất là nhiều nghệ nhân và đồng cảm của các giữa nghệ nhân và cái người mang áo. Chúng ta thấy cái phối màu của Việt Nam, những chiếc áo Việt Nam nó khác hẳn với những chiếc áo Đại Hàn hay là kimono hay là Ấn Độ. Nó đặt trên một nền tảng rất là trang nhã mà khiêm cung, mà rực rỡ, nhưng mà đồng thời lại e lệ, lại không có chói lóa quá, không làm cho người khác nhìn mà thấy đây là một kiểu cách có vẻ kiêu sa. Mặc dù nó kiêu sa nhưng mà người ta lại thấy rất là đồng thống. Thì mang một chiếc áo là nghĩ đến cái thế hệ trước sinh ra mình, và mang một chiếc áo là mình phải có bộ phận đối với cái thế hệ sau ở trong cái tư cách là nhân lễ nghĩa trí tín. Sinh sống và làm việc cùng gia đình tại nước ngoài trong một thời gian khá dài, nhưng bà Kim Lan vẫn luôn chú trọng và coi việc lưu giữ những phong tục dân gian, những nét đẹp cổ truyền của dân tộc cho các con cháu. Đây cũng là một cách để bà tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên gốc gác Việt Nam, và coi đó như một nguồn động lực để bà tiếp tục thực hiện dự định của mình. Đó là đưa những chiếc áo dài cổ này về Việt Nam để trưng bày cho mọi người cùng thưởng thức, đồng thời định hướng lại một số vấn đề về áo dài, từ thiết kế cho đến cách ăn mặc. Nhưng để thực hiện được điều này, bà cần một cách thể hiện mới lạ và độc đáo để có thể truyền cái hồn của áo dài đến với mọi người một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, Thái Kim Lan đã tìm đến Veronica Witt, một nghệ sĩ đương đại của Đức. Tôi làm việc với bà Thái Kim Lan lần đầu tiên khi tôi đến Munich cùng với đồng nghiệp của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những bộ áo dài. Lần thứ hai tôi gặp bà Thái Kim Lan ở Munich
khi tôi phỏng vấn bà. Vào lúc đó, tôi chưa biết công trình sắp đặt của mình sẽ diễn ra như thế nào, và tôi vẫn đang nghiên cứu. Vì vậy, tôi nói chuyện với bà Thái Kim Lan để biết thêm về ý nghĩa đằng sau chiếc áo dài và những câu chuyện của chúng. Và chúng tôi bắt đầu dự án. Ý tưởng ban đầu là không triển lãm áo dài theo kiểu trình diễn. Và giải pháp của chúng tôi là treo chúng lên để thể hiện vẻ đẹp cũng như sự cao quý của chúng, đồng thời giúp chúng gần gũi với người xem. Tôi muốn tạo dựng lại một không gian đã mất và không bao giờ trở lại. Hai người phụ nữ ở hai quốc gia khác nhau, đi theo hai hướng nghệ thuật hoàn toàn đối lập, nhưng lại gặp nhau tại một điểm chung: niềm đam mê với chiếc áo dài. Thưa giáo sư, sự đóng góp nghệ thuật từ một nghệ sĩ người Đức là bà Veronica, theo giáo sư thì có đóng góp gì đến buổi triển lãm? Một nghệ sĩ Đức làm thì tổ chức cái bài sắp đặt này, tôi nghĩ là rất là hay, bởi vì qua cái nhìn của người ngoài cuộc á, chúng ta sẽ thấy được một cái góc nhìn khác. Người đi tới xem sẽ đứng từ một cái góc nhìn khác hơn là của một người nghệ sĩ Việt Nam. Vậy thông qua buổi triển lãm này, giáo sư có một thông điệp văn hóa nào muốn nhắn nhủ tới giới trẻ Việt Nam hiện nay? Tôi rất muốn nói chuyện văn hóa với thế hệ trẻ, bởi vì theo tôi thì hiện nay chúng ta có một cái không gian văn hóa có tính cách toàn cầu, nhưng mà chính ở trong cái không gian văn hóa toàn cầu đó, chúng ta cần có một cái chỗ đứng văn hóa của mình, mà đó là điều rất là quan trọng cho cái sự phát triển văn hóa và sáng tạo văn hóa. Mà tôi cho đó là một cái điều cần thiết, làm thế nào để cho cái văn hóa của mình trở nên sâu sắc hơn, có bản sắc hơn. Và người trẻ là những người chịu rất vừa nhận cái ảnh hưởng văn hóa của khắp nơi, nhưng mà đồng thời cũng phải ý thức được là cái bản sắc của mình, tìm hiểu thêm về cái bản sắc của mình, cái truyền thống của mình, để có thể có những ý kiến mới, những sáng tạo mới mà không cần phải chạy theo bắt chước người khác. Thì đó là cái điều mà tôi rất muốn làm việc và nói chuyện với tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư đã tham gia trả lời phỏng vấn cho chương trình. Hơn 20 năm trước, có một chiếc bè tre đóng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, một tỉnh miền Trung Việt Nam, đã bắt đầu vượt Thái Bình Dương. Điều đặc biệt là chiếc bè tre đó được làm hoàn toàn bằng chất liệu truyền thống và theo cách cổ truyền của Việt Nam. Và trên đó có một người Việt Nam. Chuyến đi kéo dài hơn 6 tháng, vượt qua 5.500 dặm đầy nguy hiểm, luôn đối mặt với cái chết. Nhưng thủy thủ đoàn vẫn kiên cường bám trụ. Hành trình phi thường ấy đã được chính thuyền trưởng Tim Severin, nhà thám hiểm người Anh, ghi lại trong cuốn sách mang tên Bè tre Việt Nam du ký. Cuốn sách mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bè tre Việt Nam du ký là một câu chuyện khác thường kể về Tim Severin cùng thủy thủ đoàn đã tạo nên lịch sử hàng hải bằng cách vượt Thái Bình Dương trên một chiếc mảng tre. Cuốn sách tái hiện cho người đọc về một chuyến đi có 102 trong lịch sử hàng hải bằng cách vượt qua Thái Bình Dương trên một chiếc bè tre. Tác giả muốn thông qua thử nghiệm này để chứng minh những người đi biển châu Á đã đặt chân đến châu Mỹ xa xôi cách đây 2.000 năm trên chính những chiếc bè mảng như thế này. Chiếc bè được làm từ hơn 550 thân cây tre do gần 100 ngư dân Sầm Sơn đóng, buộc bằng 46 km lạt mây với hơn 3.000 mối và không dùng bất kỳ một chiếc đinh sắt hay vật liệu hiện đại nào. Đây là cách mà người Việt cổ dùng để đóng bè đi biển mà Tim đã nhìn thấy trên các cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn hơn 2.000 tuổi. Họ có thể di chuyển trên những chiếc bè rất đơn giản, chỉ bà làm bằng tre đơn thuần và chỉ bằng tre mà thôi. Nó được đóng ngay trên bờ đá. Ngày 16 tháng 3 năm 1993, chiếc bè được làm lễ hạ thủy tại đền Độc Cước, Sầm Sơn và được đặt tên là Tử Phúc.
Tháng 5 năm 1993, chiếc bè mang hai quốc tịch của Việt Nam và Iceland đã bắt đầu khởi hành từ Hồng Kông. Thủy thủ đoàn cùng trưởng đoàn Tim Safrin, bác sĩ Joe, Geoffrey, Mark và một người Việt Nam tên Lương Viết Lợi. Trong hành trình hơn 6 tháng, vượt qua 5.500 dặm trên Thái Bình Dương, đoàn đã gặp rất nhiều mối nguy hiểm như bị dòng hải lưu Kuroso cuốn trôi, gặp 4 trận bão lớn, 2 lần đối mặt với cái chết do suýt đụng tàu lớn và gặp cướp biển. Ngoài 3 trận bão là có 2 lần là nguy hiểm, là một là coi như là mình chạy từ Tây sang Đông, coi như là tàu chở hàng thì chạy từ Đông sang Tây, tức là nó không bắt được cái tín hiệu của cái bè tre này, cho nên là tích tắc là coi như là coi như là ông Tim ông nói coi như là ông báo tôi là coi như là ô lọ, thì tôi kiểm tra là tôi nhìn nhòm là coi như là tàu của nó chạy từ Đông sang Tây mà mình chạy từ đây Tây sang Đông, cuối cùng là tôi vừa mới té lái xong thì nó chạy sát bia của tôi 2 lần như thế. Này là bà Đỗ Thị Hoàng, bây giờ là phó. Điều đặc biệt của hải trình và cũng là điều đặc biệt trong cuốn sách này là sự có mặt của thủy thủ Việt Nam Lương Viết Lợi. Trong lần đầu tiên xuất ngoại, chuyến đi ra biển lớn của Lợi lại là một thử thách. Thử thách đó không phải là sóng gió Thái Bình Dương, là những sự cố trong chuyến đi, mà chính là sự cô đơn giữa nhóm thủy thủ xa lạ và những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ. Nhưng Lợi đã làm tốt công việc của mình và trở thành một phần quan trọng của hành trình. Đó là một trong những điều ấn tượng của ông Đỗ Thái Bình trong quá trình dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Đây là một cái chuyến đi đa quốc tịch, tức là có rất nhiều các dân tộc. Thế mà trong đó là duy dân tộc Việt là có duy nhất đại biểu đầu tiên, có một người Việt đầu tiên đi. Thế thì bạn tưởng tượng là 6 tháng trời lênh đênh giữa đại dương, mà lại như vậy là nhiều dân tộc khác nhau, mà Lợi là một cậu chưa từng ra khỏi nhà bao giờ, chưa từng lên Hà Nội, thế mà sống cùng với tất cả những người đó nói tiếng Anh, thì đấy chứng tỏ một cái bản lĩnh rất cao của người Việt, tức là chịu khổ, nhẫn nhục làm việc, hết sức cố gắng. Lợi là một thực sự tôi cho làm anh hùng trong chuyến đi. Ngày 16 tháng 11 năm 1993, sau gần 6 tháng lênh đênh trên biển, khi còn cách bờ biển bang California, Mỹ khoảng 1.000 dặm, nghe tin sắp có bão lớn và một số cây luồng đã bị tuột khỏi các nút, cả đoàn buộc phải rời mảng lên tàu trở về Tokyo, kết thúc chuyến hành trình vượt Thái Bình Dương hơn 5.500 dặm. Cuốn sách cũng khép lại với cuộc chia tay đầy cảm xúc của những thủy thủ trên bè tre Từ Phúc. Còn với độc giả Việt Nam, khi đọc xong cuốn sách này, có thể tự hào về những con người như thủy thủ Lương Viết Lợi và những ngư dân Sầm Sơn đã chế tạo chiếc mảng vượt Thái Bình Dương. Cuộc hành trình này cũng là minh chứng cho thấy, cách đây hơn 2.000 năm, người Việt Nam đã có khả năng vươn ra đại dương mênh mông và đã có nhiều dấu ấn trên những hòn đảo mà tiền nhân của chúng ta đã đặt chân đến. Cuốn sách về chuyến hành trình vượt Thái Bình Dương bằng bè tre của Việt Nam cũng đã khép lại chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Nếu quý vị có những đóng góp và chia sẻ cho chương trình, xin hãy gửi về cho chúng tôi theo hộp thư điện tử gặp gỡ khán giả a@vtv.vn hoặc địa chỉ chuyên mục gặp gỡ khán giả, phòng chuyên mục tiếng Việt, Ban truyền hình đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube tại địa chỉ www.youtube.com/vtv4go hoặc trên trang điện tử vtv4.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.